Vào một ngày trước, Thủy Tiên đã chia sẻ bài viết tố cáo một người phụ nữ ăn chặn tiền từ thiện của bà con vùng lũ. Cụ thể, người này đã chủ động liên hệ với Thủy Tiên về hoàn cảnh đáng thương chịu ảnh hưởng của lũ lụt và tỏ ra nhiệt tình đưa đoàn của nữ ca sĩ xuống tận nơi. Đối tượng là đôi vợ chồng già đang sống trong căn nhà bị ngập nặng. Thủy Tiên đã trao 8 triệu đồng vì thấy hoàn cảnh này đúng là sự thật. Nào ngờ, sau khi đoàn của Thủy Tiên đi khỏi, người này đã quay trở lại căn nhà và đôi vợ chồng này trích đưa lại 40% số tiền 8 triệu đồng, tức là 3 triệu đồng để bỏ túi riêng. Ngay khi nhận tin báo của hàng xóm xung quanh nhà đôi vợ chồng già, Thủy Tiên đã quay lại gặp đối tượng và quyết đòi cho được 3 triệu đồng tiền ăn chặn. Những tưởng sau khi được Thủy Tiên tha, người này sẽ ăn năn hối cải, không ngờ ngựa quen đường cũ. Một diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip tố người phụ nữ từng ăn chặn 40% số tiền 8 triệu đồng này của Thủy Tiên đã tiếp tục trò cũ. Trong clip, người phụ nữ này đã lừa gạt để lấy tiền xe từ một đoàn làm từ thiện. Người tố cáo cho biết, số tiền đó phải đưa cho anh tài xế nhưng người phụ nữ này nói rằng xe đó là của nhà cô. Vậy nên cô ta đã nhận toàn bộ số tiền. Đến khi mọi người hỏi anh tài xế lái chiếc xe mới vỡ lẽ, hóa ra bản thân đã mắc lừa người phụ nữ kia. Cư dân mạng đang rất sôi sục muốn truy ra danh tính và nơi ở của người phụ nữ chuyên nghề ăn chặn, lừa đảo tiền từ thiện này để dạy một bài học.